Đến cuối năm 2022, Long An phấn đấu công nhận thêm 11 xã đạt chuẩn dân quá nông thôn mới, đạt tỷ lệ hơn 71% xã đạt chuẩn dân quá nông thôn mới. Cùng với chỉ tiêu về xã đạt chuẩn dân quá nông thôn mới, trong kế hoạch triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống dân quá năm 2022, Sở Dân quá Thể thao và Du lịch, cơ quan thường trực phong trào này còn đề ra chỉ tiêu dân động trên 90% hộ đăng ký xây dựng gia đình dân quá, Giữ chuẩn và công nhận mới trên 90% gia đình đạt chuẩn gia đình văn quá. trên 80% ấp khu phố văn hóa, 80% ấp khu phố có thiết chế văn quá thể thao. Tiếp tục vận động 100% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn quá và công nhận trên 90% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn quá. Trên 90% người dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về văn quá việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống gian quá nhằm xây dựng môi trường văn quá lành mạnh phong phú giữ gìn giá trị văn quá tốt đẹp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh góp phần ổn định chính trị giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội và tạo động lực cho sự phát triển nhanh bền dững của tỉnh